Rồi, nhìn là biết về rồi đúng không anh em? Ducati dư cả tỷ. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh lại đem đến cho anh em một chiếc Ducati Monster 795. Quan trọng á là nó ngon và rẻ nha anh em. Với giá tiền 128 triệu anh em chỉ có thể mua một chiếc Ninja 400 CBR 250 hoặc là những dòng 300-400 phân khối. Nhưng mà với số tiền 128 triệu anh em tới Minh, anh em có thể mua một con Ducati 795 vừa mới demo xong. Thì bây giờ mình sẽ không nói nhiều, mình sẽ cho anh em xem cái biên lai demo của nó vừa mới demo xong. Đây, hôm nay là ngày bao nhiêu em? Hôm nay là ngày 27 tháng 2 12. Thì vừa mới demo xong là ngày 25 tháng 12. Đó là gồm làm những gì. Con xe này là 16.000. À, có gì anh em làm việc trực tiếp với chủ xe luôn nha. Chủ xe hiện tại đang ở Sài Gòn, bản số cực đẹp luôn, 59A3-3535. Đó, rồi. Thì làm những gì ha? Thì điều đầu tiên đó là mình thay bộ bố thắng. Bộ bố thắng của Ducati là 900.000. Bugi là 1 triệu. Đó. Rồi, dịch vụ sửa chữa có nghĩa là demo, canh sim, vệ sinh kim phun, rồi vệ sinh họng gió, rồi rất là nhiều. Đó là cái công này là hết 3 triệu. Đó là cái tiền công của Minh đó nha. Là có nghĩa là Minh làm là nhân viên của anh Minh chỉ lấy tiền công thôi. À quên, chỉ lấy tiền đồ vật dụng thôi, họ không lấy tiền công. Đó là do Minh làm nha, còn đi ra ngoài sẽ mắc nữa. Rồi, thay rơ le đề và thay một cái bình ắc quy là 2.1 triệu. Rồi tiếp theo là làm lại củ đề là 1.5 triệu. Rồi nữa là anh em nãy giờ cộng là hết bao nhiêu rồi? Là gần 7 triệu mấy, 8 triệu rồi. Rồi tiếp theo là thay cặp vỏ mới 100%. Đây vỏ mới nè, quay gần cho anh em. Chạy từ đó ra thì nó hơi dơ. Đó. Rồi. Vỏ sau. Quay kỹ cho anh em xem. Thì dòng Ducati này á thì anh em đi một mình hoặc là anh em đi đường vắng rất là thoải mái. Bất kỳ cái con phân khối lớn nào anh em đi kẹt xe vẫn nóng, chứ không riêng gì Ducati nha. Rồi thì mình dẹp cái phần demo qua một bên. Demo ngày 25 tháng 12. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua cây bô này, bô zin đã móc rồi. Sẽ qua về cái phần máy móc. Thì con xe này odo của nó là 16.000, là demo nhẹ đó. Demo vừa rồi là demo rồi đó. Làm odo 16.000, đây quay ra đồng hồ cho anh em xem. 17.300 nhé, 17.300. Đó. Rồi chưa? Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô móc. Đó. Bô Ducati móc. Chạy rất là đã luôn. Đối với những con Ducati mà mới demo này xong á là chạy rất là phê. Nó cho mình một cái cảm giác để mình chia sẻ cảm giác để chạy Ducati, cho mình cái cảm giác khác biệt. Khác biệt hoàn toàn với lại Z9, Z8 hay là những dòng bốn máy khác. Con này là máy chữ L, hôm bữa mình có đã có giải thích ở cái clip trước rồi, nên bây giờ mình không giải thích lại. Mục đích á, anh em mua xe á thì anh em cũng đã tìm hiểu sơ sơ về con này rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ bán xe thì phải quay những cái phần cần thiết cho anh em cần coi. Ví dụ như là phuộc nè. Đó, em quay cận phuộc cho anh em xem. Rồi bố thắng, mọi thứ ra demo và mọi thứ đang hoàn hảo nhất có thể rồi. Rồi thứ hai là cổ bô nè. Rất là đẹp. Thấy chưa anh em? Đó. Mọi thứ đang rất là đẹp và rất là hoàn hảo luôn. Giờ chỉ anh em chỉ có chạy thôi. Rồi, còn có gì nữa không? Em thấy là mọi người còn có gì nữa không?
những thứ cần coi là mọi người đã coi rồi. Thì đây tay thắng nè, tay thắng tay con nè, quay cho mọi người coi đẹp. Thì giá này thì không thể chê vào đâu nữa rồi, giá này là anh em không thể nào kiếm mỗi con Ducati đẹp như vậy nữa. Quên, con này có hai bản, đó là bản 212 là không ABS, là bản hôm bữa, còn bản này là bản ABS nha anh em. Bản này có ABS nha, đây nè, quay đây cho anh em coi nè, đây ABS nè, đó dòng ABS trước rất là an toàn luôn. Rồi ABS sao chạy rất là an toàn luôn, theo Rambo thì đi theo Ducati bao nhiêu lâu nay rồi đó, thì không có còn gì để chê nữa. Thì đối với chiều cao bao nhiêu là anh em chạy được Ducati, thì khi anh em đi Ducati anh em phải tìm hiểu về cái dòng xe này nha, chứ anh em đừng có đi Ducati mà anh em đi theo kiểu như xe Nhật là không có được. Và họ Ducati họ gọi là một cái gọi là Desmo, thì nó cũng giống như là bảo dưỡng bình thường như xe Nhật thôi. Như xe Nhật anh em phải cần thay nhớt, con này mới thay nhớt 3 bình Motul 300V luôn, là tổng cộng là hết 1 triệu 3 3 bình Motul 300V ở trong đây nè, mới luôn, chưa có chạy luôn nha anh em. Thì đối với cái này á, Desmo là hãng Ducati họ muốn khách hàng của họ đi an toàn hơn là phải bảo dưỡng định kỳ. Thì nó cũng đơn giản giống như xe Nhật thôi, thì xe Nhật anh em đi anh em cũng phải thay bố thắng, thay vỏ, thay nhớt, kiểm tra máy này nọ, thay lọc nhớt. Thì Ducati nó hơi phức tạp hơn xíu là đến cây số đó anh em phải canh sim đồ lại, rồi vệ sinh kim phun họng xăng gì đó, thì anh em phải vệ sinh những thế bên trong và anh em phải kiểm tra dây cô ro ở bên trong. Thì nó hơi kỹ một xíu so với xe Nhật thôi. Và nói về cái quá trình Desmo thì xe Nhật hay xe Ý mình thấy giá nó cũng ngang nhau thôi, giá thay nhớt nó cũng như vậy đó. Con này dung tích nhớt của nó là 2.6, 2.7. Thì Desmo giữa Ducati với lại xe Nhật nó khác nhau, mà Ducati á anh em không có bỏ xó như xe Nhật được. Ducati á theo như chia sẻ những anh em chơi á, anh em càng chạy nó càng bốc nó càng ngon nha anh em, càng chạy càng bốc càng ngon, và mỗi lần Desmo thì nó chạy ngon hơn nữa đó. Đó là một cái chia sẻ kinh nghiệm của những anh em chơi Ducati, mà những anh em chia sẻ với Minh và Minh kinh nghiệm Minh chơi, Minh chia sẻ lại cho anh em. Và con 795 này anh thiết kế riêng cho thị trường châu Á thì nó không quá cao, 1m7 ngồi rất là thoải mái luôn, 1m6 anh em chạy là bá cháy luôn, không có gì mà khó khăn đối với anh em đó, rất là thoải mái, ngồi rất là đã. Đều xe đều có chống đổ trước nè, ha, chống đổ nè, rồi chống đổ trước, chống đổ sau nè, đầy đủ luôn nè, thấy không anh em? Anh em về chỉ chạy thôi, quá là tuyệt vời. Một giá bán khá là rẻ cho con xe này. Mà khi mà anh em mua xe thì con xe này thì đặc biệt là Minh sẽ cho anh em liên hệ trực tiếp với chủ xe để hai anh em làm việc với nhau đó, rất là ok. Thì những anh em thì hiện tại công việc Minh rất là bận, thì những anh em có thể gọi điện trực tiếp, hoặc là anh em có nhã ý nhu cầu muốn mua hoặc là muốn bán xe lại cho Minh thì anh em có thể nhắn tin Zalo đó, anh em có thể nhắn một cái tin mình đây mình muốn bán xe đó, rồi gửi lời mời kết bạn cho mình, chứ đừng có gửi lời mời kết bạn mà không có câu văn gì hết đó. Thì anh em cứ muốn cái gì thì anh em cứ nhắn là mình đây mình cần mua xe, hoặc là mình đây mình cần mình cần tham khảo xe, mình đây mình cần kết bạn với bạn để mình xem xe, hoặc là mình muốn kết bạn với bạn để trao đổi thông tin. Cứ bất kỳ câu nào anh em đều có chủ vị ngữ thì mình sẽ chết hết. Còn anh em gửi rồi mời kết bạn giống như nick ảo thì mình khó mà chết được, anh em không biết ai hết, tại vì rất là nhiều anh em gửi lời mời kết bạn. Thì những gì thì Minh đã nói trên cái con 795 này hết rồi. 795 này hiện tại ở Việt Nam mình cũng đi rất là nhiều. Rồi anh em có thể tham khảo mà mua dòng này ha. Trước khi anh em mua Ducati thì anh em phải tham khảo nó trước đó. Và Ducati khi anh em mua thì anh em phải biết rõ lịch sử Desmo, giống như là cái tờ giấy mình đưa đây. Tại vì Ducati mà anh em chạy, anh em kiểu như anh em chạy anh em không biết cách chạy á, thì anh em phải bảo trì bảo dưỡng xe. Tại anh em chạy kiểu như xe Nhật thì nó khác lắm, khó nói lắm, anh em phải chơi rồi anh em mới biết. Và con Ducati này á thì nó không quá nóng. Nói nóng á, nóng là sao? Nóng là anh em đi đường kẹt xe, anh em rà con nó nóng. Còn những người chơi Ducati á, người ta chạy bình thường, người ta không rà con, không có ai nói nóng hết. Mình biết một anh sale, một anh đó chơi chúng mình, thì anh đó chạy Ducati không bao giờ nóng luôn. Anh em anh nó có chạy, cách chạy rất là hay, rất là đúng về cái con Ducati. Còn nói về nóng thì kẹt xe thì xe nào cũng nóng hết đó. Anh em đi rider, anh em đi kẹt xe nó còn nóng mà, huống chi mà anh em đi những con lớn như vậy. Đó.
thì cái tiếng máy con này rất là đặc trưng luôn, không có thể nào lộn vào đâu được hết. Đó, quá đã. Mình thích nghe tiếng bô này á, tại vì nó lạ, nó không giống như những cái dòng khác, nó đặc trưng luôn. Khi mà anh em mà thắng lại á, mà anh em thắng bằng số nè, số chân nè, nó là thì nó đã. Thì ở con này á, người ta đã gọi là móc bô rồi, cho nên nó hơi dư xăng một chút xíu. Móc bô nó hơi dư xăng một chút xíu. Thì mình bán một chiếc xe á, mình không cần nói quá nhiều vào chiếc xe nữa, giống như review nữa, chủ yếu là nói những thứ anh em cần nghe, cần muốn để anh em mua chiếc xe, đặc biệt là giá tiền, tình trạng xe như thế nào. Rồi, ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Maker, và bây giờ mình kết thúc clip ở đây. Và hy vọng anh em hãy nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn chuông và subscribe kênh của mình để mình ra nhiều clip nữa cho anh em nha. Dạo này anh em xem clip rồi anh em quên đăng ký, anh em xem clip rồi anh em quên đăng ký. Và số điện thoại của mình có để dưới phần mô tả nha anh em. Nếu anh em cần gì về xe, anh em có thể liên hệ số điện thoại dưới phần mô tả, hoặc là mình để luôn trên clip luôn cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Maker nha. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ.